phép nhân hai số phức cô cho hai số phức z và z phẩy xác định như sau: z bằng a cộng bi, z phẩy bằng a phẩy cộng b phẩy y. A b, a phẩy, b phẩy là các số thực cho trước. Thì khi đó tích của hai số phức z và z phẩy người ta ký hiệu là z nhân cho z phẩy và được định nghĩa như sau: hai số phức này nhân lại, bình thường em thực hiện phép nhân như là nhân đại số, thế thì em sẽ có được là z a cộng bi nhân cho z phẩy là a phẩy cộng b phẩy y. Phép nhân bình thường nhân đại số đây, chỗ này sẽ bằng là a nhân cho a phẩy cộng a nhân cho b phẩy nhân y, cộng tiếp b nhân cho a phẩy nhân y, cộng tiếp b nhân b phẩy y bình phương. Như vậy ở đây em thấy nè, có hai số a nhân a phẩy là số thực. Ở đây em đã tìm hiểu ban đầu là trừ y bình là bằng 1. Thế thì b nhân b phẩy nhân y bình nó sẽ ra là trừ b b phẩy. Vậy chỗ này là cái phần thực cô ghi gần lại: a nhân cho a phẩy trừ b nhân b phẩy. Tiếp tục hai cái số còn lại có phần tử y chung, cô sẽ đặt phần tử y ra ngoài. Thế ở trong còn lại là a nhân cho b phẩy cộng b a phẩy, hay nói khác là a nhân cho a phẩy b. Rồi. Và đây chính là kết quả của phép nhân hai số phức. Z nhân z phẩy bằng kết quả này. Và cô có một cái ví dụ sau đây. Đây là ví dụ số 3. Một trừ y z phẩy bằng một cộng y. Giờ yêu cầu hãy tính cho cô z bằng z hai phẩy bằng z nhân z phẩy. Rồi. Áp dụng công thức bên kia, thế thì em sẽ có z hai phẩy bằng z nhân cho z phẩy bằng một trừ y nhân cho z phẩy là một cộng y. Sử dụng công thức bên này nè, a nhân a phẩy trừ b nhân b phẩy sẽ ra được phần thực. Như vậy ở đây em sẽ có được là a nhân cho a phẩy là một trừ b nhân b phẩy là một nữa, một trừ cho trừ 1 là bằng 2. Tương ứng phần ảo sẽ là a nhân b phẩy cộng a phẩy b. A nhân b phẩy là 1 cộng cho a phẩy b, tức là cộng cho trừ 1 nhân 1 để cộng lại ra là 0. Thế thì đáp số này sẽ bằng là 2. Rồi. Phép nhân số phức có những tính chất nào? Em qua phần tính chất của phép nhân hai số phức. Em nghiên cứu tính chất đầu tiên, tính chất giao hoán. Tính chất giao hoán trong phép nhân, nếu như có số phức z nhân số phức z phẩy thì hoàn toàn bằng z phẩy nhân cho z. Tính chất thứ hai, tính chất kết hợp. Tính chất kết hợp như sau: nếu như có z nhân cho z phẩy rồi lại đem nhân cho z hai phẩy, thế sẽ bằng z nhân cho z phẩy nhân z hai phẩy. Đây là tính chất kết hợp của phép nhân.
Tính chất số 3 là tính chất nhân với số 1. Nếu như cô có z nhân 1 sẽ bằng 1 nhân z, và kết quả nó sẽ bằng z. Đó là ba tính chất của phép nhân hay số phức. Rồi một tính chất cũng không kém phần quan trọng, đó là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Tính chất phân phối của phép nhân đối với cộng phát biểu như sau. Nếu như cô có z nhân cho z phết cộng z 2 phết, thế giống như nhân số thật bình thường, chỗ này em nhân vào nó sẽ bằng z nhân cho z phẩy cộng cho z nhân cho z 2 phẩy. Rồi đó là tính chất của phép nhân. Rồi, đây là các cái tính chất của phép nhân các số phức. Và một cái kết quả khá thú vị nữa, đó là quan sát đây. Em chú ý ở đây em có hai cái kết quả khá quan trọng, có liên quan đến kiến thức em đã học. Thứ nhất, nếu như em có z cộng z phẩy tất cả bình phương, em hoàn toàn khai triển được theo hàng đẳng thức số 1. A cộng B tất cả bình phương bằng A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương. Có nghĩa là chỗ này em sẽ có được là Z bình phương cộng 2 lần Z nhân cho Z phẩy cộng Z phẩy bình phương. Và kết quả thứ hai, nếu như em có Z bình phương trừ Z phẩy bình phương, thì theo hàng đẳng thức thứ 3 á, nó sẽ ra được là A cộng B nhân A trừ B. Ở đây cụ thể nó sẽ là Z trừ Z phẩy nhân cho Z cộng Z phẩy. Câu hỏi đặt ra thì mình có 7 hạng thức đáng nhớ, thì ở đây là xuất hiện 2 cái hạng thức. Thế thì các hạng thức còn lại còn đúng hay không? Câu trả lời là hoàn toàn đúng. Thế nhưng đây là 2 cái hạng thức em thường gặp để giải toán. Cô lấy ví dụ, ví dụ hãy phân tích biểu thức z bình phương cộng 9 thành thừa số, tức là phân tích ra dạng tích. Thế thì giờ em thấy nè, 9 z bình phương cộng 9 z bình phương cộng 9. Bây giờ em nhìn em thấy nghiệm cái chuyện trước đây mà em muốn phân tích một cái biểu thức ra tích á, thì em phải tìm được cái nghiệm của nó, nghiệm cái đa thức đó, một cái biểu thức đó. Nhưng ở đây á, là z bình phương cộng 9, nếu như xét trong tập số thực em không thấy, nhưng mà mình đang xét trong tập số phức hoàn toàn có thể. Ở đây á, z bình phương cộng 9 em thấy này, nếu nhìn lại đây em thấy là có quen không, z bình phương, đây z bình phương trừ z phết bình phương, nhưng mà ở đây lại là cộng 9. Tuy nhiên em hoàn toàn có thể biến đổi cái cộng 9 này ra được, em nhờ vào cái số y lúc nãy, do y bình phương bằng trừ 1, cho nên ở đây số 9 cô sẽ viết thành là trừ của 9 lần y bình phương. Em thấy nè, y bình phương bằng trừ 1, vậy trừ 1 nhân với trừ 1 này là trả về chỗ cũ. Viết như thế này để làm gì?
Em thấy sec bình phương. Chỗ này là 9 y bình phương, có nghĩa là 3 y tất cả bình phương. Như vậy có ngay cái dạng công thức này, sec bình phương trừ sec phép bình phương, áp dụng hằng thức ra. Em sẽ có được là trừ cho 3 y tất cả bình phương. Kết quả em tìm được đó là sec cộng 3 y nhân cho sec trừ 3 y. Thì đây là cái thừa số mong muốn. Rồi. Một cái kết quả. Một kết quả sau cái phần học này em quan sát thấy đây. Bây giờ em cho cô cái nhận xét. Cô có y bình thì bằng trừ 1. Thế thì y lũy thừa 3 sẽ bằng. Y lũy thừa 3 sẽ bằng là y bình phương nhân cho y. Mà y bình phương là bằng trừ 1. Như vậy trừ 1 nhân y nó sẽ ra là trừ y. Thế cô có y mũ 4 bằng. Y mũ 4 thì bằng là y bình phương nhân y bình phương, có nghĩa là bằng trừ 1 nhân trừ 1 ra 1. Hoặc là nó sẽ bằng là y mũ 3 nhân cho y. Mà y mũ 3 nó bằng trừ y. Trừ y nhân cho y ra trừ y bình. Vậy chỗ này sẽ ra là 1. Tương tự vậy cô sẽ có y mũ 5 bằng y mũ 4 nhân cho y. Y mũ 4 bằng 1. 1 nhân y bằng y. Vậy y mũ 6 bằng y mũ 5 nhân cho y. Y mũ 5 thì lại bằng y. Y nhân y lại ra trừ 1. Tổng quát lên cô cho n bằng 4 lần k cộng r. Với k và r này nè là thuộc số tự nhiên. Thế thì khi đó cô sẽ có cái kết quả sau đây. Y lũy thừa n sẽ bằng bằng 1 nếu như n bằng 4k, tức là tương ứng lúc đó r là 0. Và kết quả này sẽ bằng y nếu như n bằng 4k cộng 1. Và kết quả này sẽ bằng trừ 1 nếu như n bằng 4k cộng 2. Và kết quả này sẽ bằng trừ y nếu n bằng 4k cộng 3. Và trường hợp tiếp theo nếu như n bằng 4k cộng 4 thì sao? N 4k cộng 4 thì nó quay về trường hợp 1. 4k cộng 5 quay về trường hợp 2. 4k cộng 6 quay về trường hợp 3. 4k cộng 7 quay về trường hợp 4. Như vậy nói tóm lại ta chỉ có 4 trường hợp này mà thôi. Rồi, thì vừa rồi là em đã theo dõi xong giới thiệu phần khái niệm số phức và các phép toán trên số phức ở 3 phép toán đầu tiên, đó là phép cộng, phép trừ và phép nhân các số phức. Thì còn lại là phép chia hai số phức và thêm một nội dung nữa, đó là nội dung số phức liên hợp, mô đun số phức, thì ta sẽ tìm hiểu ở phần sau. Rồi, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô chào các em.